quý vị và các bạn, năm 2016 là năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh. Cùng với các cấp, các ngành, hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã có những nỗ lực vượt bậc, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2016. Công tác định hướng phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên theo từng giai đoạn đã được tăng cường với quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả cao nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và sinh thái, công bằng xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quy hoạch đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, những định hướng phát triển khoa học và công nghệ, những giải pháp và kế hoạch hành động nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó, trong năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thực hiện ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ với Đại học Thái Nguyên đến năm 2020. Mục tiêu của chương trình hợp tác là nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thái Nguyên và của Đại học Thái Nguyên để công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thực sự tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã được nêu tại nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các lĩnh vực hợp tác chủ yếu nông lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công nghệ thông tin và truyền thông, lĩnh vực cơ khí, tự động hóa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hợp tác khoảng 100 tỷ đồng. Bằng cái năng lực của mình có về con người cũng như là cơ sở vật chất và tài chính thì Đại học Thái Nguyên cũng đã gắn những cái hoạt động nghiên cứu với lại tỉnh nhà rất nhiều trong các lĩnh vực và có thể nhìn thấy cái sự tham gia của nó làm những cái gọi là đòn bẩy để mà có những biến đổi lớn trong vấn đề khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Năm 2016 cũng là năm có nhiều đổi mới trong quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ với việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được phân bổ theo cơ chế quỹ. Việc cấp kinh phí căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí được cấp theo tiến độ thực hiện hợp đồng. Điều này đã cho phép các nhà khoa học chủ động nghiên cứu và sử dụng kinh phí mà không quá phụ thuộc vào kinh phí được cấp theo năm ngân sách như trước đây. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thực hiện thí điểm tuyển chọn theo cơ chế đặt hàng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Với vai trò là một nhà khoa học thì tôi thấy là cái sự đổi mới này thực sự là cũng có đóng góp rất lớn, rất đem lại cái sự thuận lợi cho những người làm khoa học chúng tôi khi mà tiến hành các cái đề tài nghiên cứu của mình. Tôi có may mắn là đã được tham gia vào những cái đề tài và ở cả hai cái mức hình thức thanh toán, quyết toán, đó là cái hình thức thanh quyết toán theo năm tài chính và mới đây nhất năm 2016 thì tôi được làm chủ nhiệm một cái đề tài cấp tỉnh và theo cái hình thức thanh toán mới. Thì tôi thấy rằng là khi mà tôi làm chủ nhiệm cái đề tài theo cái hình thức thanh toán mới thì tôi thấy mình không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề là chuẩn bị các hồ sơ tài chính để thanh quyết toán vào cuối năm. Thế và công việc chính của tôi là tôi sẽ chú trọng vào cái việc chuyên môn của mình để thực hiện theo cái kế hoạch mà tôi đã đề ra trong cái đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên là trong thực tế khi thực hiện thì chúng tôi cũng có những cái khó khăn khách quan mà có thể là làm cho cái đề tài không theo cái kế hoạch thực hiện của mình. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không gặp khó khăn trong cái việc thanh quyết toán nữa. Và như vậy thì các nhà khoa học như chúng tôi hoàn toàn là có thể yên tâm chăm lo trong cái việc chuyên môn của mình. Và chúng tôi sẽ không vướng bận nhiều, không mất nhiều thời gian trong cái việc lo về cái thủ tục thanh quyết toán tài chính. Ngày 1 tháng 1 năm 2016 cũng là thời điểm 3 trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được chính thức hoạt động theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Việc cấp kinh phí chi thường xuyên được thực hiện thông qua việc giao kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Kết quả cho thấy, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập này đã chủ động, linh hoạt và tích cực
tìm tòi mở rộng các hoạt động của mình hơn. Hoạt động kinh doanh taxi trong thời điểm hiện nay tương đối phức tạp do giá cả xăng dầu liên tục thay đổi, buộc doanh nghiệp phải thay đổi giá cước theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đoàn thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra 10 cơ sở kinh doanh vận tải bằng taxi. Số xe taxi được kiểm tra thực tế là 352 xe. Thực tế kiểm tra cho thấy, đồng hồ tính cước taxi của các hãng đang sử dụng thuộc các loại mang nhãn hiệu LGB-M1, LGB-Z5, Big Ten, TC01, HPN-2010. Đây là những loại đồng hồ đã được phê duyệt theo mẫu quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các cơ sở đã xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định của các phương tiện đo còn trong thời gian có giá trị do Công ty Cổ phần Đo lường Việt Nam và Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ cung cấp. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, đoàn thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã phát hiện 101 trên 352 đồng hồ taximet không còn nguyên vẹn tem niêm phong của tổ chức kiểm định tại ổ kết nối nạp biểu giá cước. Theo trình bày của các cơ sở, sau khi giá xăng dầu có sự biến động và theo yêu cầu của Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải nên đã thay đổi giá cước để phù hợp với tình hình thực tế. Cơ sở đã xây dựng phương án giá mới và tiến hành cài đặt lại giá. Nhưng do chưa hiểu biết quy định khi cài đặt lại giá nên chưa thông báo với tổ chức kiểm định để giám sát và niêm phong ổ kết nối nạp biểu. Sau khi cài đặt xong, các cơ sở đã có biện pháp kiểm soát đồng hồ taximet bằng tem niêm phong của công ty tại ổ kết nối nạp biểu giá cước và hộp bảo vệ bên ngoài đồng hồ để tránh sự tác động từ bên ngoài đến đồng hồ. Nhiều hãng taxi trong quá trình thay đổi giá cước taxi thì đã mặc dù đã có những cái văn bản báo cáo với các cơ quan quản lý như là Sở Tài chính, Sở Giao thông, như thuế. Tuy nhiên trong quá trình mà cài đặt lại giá thì đã thực hiện chưa đúng quy trình. Thì đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở đề nghị các đơn vị thực hiện quy trình là phải mời tổ chức kiểm định đến giám sát và niêm phong lại sau khi đã tiến hành cài đặt xong. Đối với các hãng taxi thì cũng phải thường xuyên tìm hiểu các quy định pháp luật trong lĩnh vực mình kinh doanh. Và ngoài cái việc thực hiện cái quy định của pháp luật thì cũng phải quan tâm đến kiểm soát để nâng cao cái uy tín chất lượng phục vụ hành khách trong quá trình hoạt động. Tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi là đảm bảo sự tôn trọng đối với khách hàng. Qua đó loại bỏ những hành vi gian lận khiến quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm, luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Luật sở hữu trí tuệ đang ngày một phát huy tác dụng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong phóng sự ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại đôi nét về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên những năm qua. Chỉ cách đây vài năm, đa phần các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn hiểu khá chung chung về khái niệm thương hiệu. Tuy nhiên, càng về sau này thì khái niệm đó càng trở nên phổ cập hơn tới đại đa số người dân trên địa bàn tỉnh. Một phần là nhờ vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ luôn được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm và được tổ chức triển khai thường xuyên liên tục, với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, như tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, hội thảo khoa học chuyên đề, phát hành các ấn phẩm tờ rơi, banner, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Song hành với việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về sở hữu trí tuệ, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung vào việc tạo lập quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương thông qua thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và các dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 20 sản phẩm đặc sản của địa phương được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có một chỉ dẫn địa lý, 17 nhãn hiệu tập thể và 2 nhãn hiệu chứng nhận. Trong số 20 thương hiệu nông sản của tỉnh đã được bảo hộ thì có lẽ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, chỉ dẫn địa lý Tân Cương và nhiều thương hiệu về chè của tỉnh đã vang danh khắp mọi miền đất nước. Cái nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên là một cái kênh thông tin quan trọng để người tiêu dùng có thể phân biệt được đâu là sản phẩm chè Thái Nguyên và đâu là sản phẩm chè của các cái vùng miền khác. Khi phân biệt được sản phẩm thì các cái doanh nghiệp cũng như các cái hội viên nông dân có thể bán sản phẩm của mình với cái giá trị nó cao hơn. Đi kèm với đó là cái lợi thứ ba là cũng từ cái vấn đề các cái giá trị đã được khẳng định thì vấn đề mở rộng thị trường, đẩy mạnh cái tiêu chuẩn phẩm cũng sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Và một cái quan trọng nữa
là thông qua cái việc cùng nhau sử dụng, cùng nhau quản lý cái nhãn hiệu tập thể Trẻ Thái Nguyên thì nó hình thành cái mối liên kết cũng như cái sự hợp tác giữa các hội viên nông dân nói riêng và cũng như là giữa các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã nói chung để hình thành lên một cái vùng sản xuất tập trung quy mô lớn mang chất hàng hóa. Thông qua quá trình đó thì góp phần bảo vệ được cái lợi ích của tất cả những người tham gia vào cái sự liên kết đó. Thì chính bốn cái đặc điểm trên đó đã mang lại những cái hậu quả thiết thực về mặt kinh tế, về mặt xã hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hội viên nông dân tham gia đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua cũng không ngừng tăng lên. Theo thống kê, số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ tăng đáng kể qua từng năm. Năm 2006 chỉ có 22 đơn đăng ký và 10 văn bằng được cấp. Đến năm 2015 đã tăng lên 102 đơn đăng ký và 30 văn bằng được cấp. Trong giai đoạn 2006-2016 đã có gần 400 văn bằng được cấp. Điều này cho thấy nhận thức về vai trò quan trọng của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng được nâng cao. Từ khi mà có cái nhãn hiệu miến Việt Cường đấy thì miến bán ra ngoài thì nó dễ hơn và bán tiêu thụ chạy hơn. Hiện giờ là miến bán chạy mà không đủ hàng để giao. Khi mà nhãn mác có những cái logo trên bao bì thì người dân người ta hoặc là người tiêu dùng, các đại lý người ta rất yên tâm. Yên tâm thì khi người ta đã yên tâm rồi thì sản phẩm của mình đưa ra là mỗi một tháng, xong là đến mỗi một năm thì nó cứ đưa cao lên và thấy rộng lên thì tôi cũng rất cảm ơn về những cái sản phẩm mình đã được bên Sở Công nghệ là quan tâm đến. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua các đợt thanh tra kiểm tra đã nâng cao được nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức cá nhân và góp phần ngăn chặn đáng kể nạn hàng giả, hàng nhái trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tôi cho rằng cái việc mà các cái cơ quan nhà nước hiện nay vào cuộc để mà bảo hộ được cái nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu sản phẩm cho cái doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái nền kinh tế thị trường hiện nay thì cái sản phẩm nào mà nổi tiếng được cái khách hàng tin dùng mà có sức cạnh tranh trên thị trường thì đồng nghĩa việc là rất nhiều những cái người khác sẽ tìm cách là làm nhái, làm giả. Muốn như vậy thì doanh nghiệp phải đăng ký cái thương hiệu sản phẩm để mà được nhà nước bảo hộ độc quyền. Mà khi phát hiện ra mà có những cái đơn vị khác làm nhái, làm giả thì phải đề nghị với lại các cái cơ quan nhà nước như là Sở Khoa học ở tỉnh thì là Sở Khoa học Công nghệ, rồi Ban Quản lý Thị trường để mà bảo vệ cái thương hiệu sản phẩm để cho mình. Với vai trò là cơ quan chủ trì các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, giai đoạn 2006-2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho tổ chức thực hiện được một chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn 2008-2010. 5 đề tài nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thái Nguyên. 5 dự án và 21 nhiệm vụ hỗ trợ việc tạo lập quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên. 4 dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Đặc biệt, năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ của tỉnh Thái Nguyên phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tiến trình đó sẽ dỡ bỏ các rào cản bao bọc kinh tế ở phạm vi quốc gia, để dần hình thành nên thị trường rộng lớn hơn, mà ở đó các nguyên tắc về quyền sở hữu trí tuệ luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, tìm hiểu và tuân thủ luật sở hữu trí tuệ sẽ góp phần tạo ra một môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sự hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quan trọng hơn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu.
Sự kiện ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ Thái Nguyên năm 2016 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức thành công trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 tại tỉnh Thái Nguyên, đã mang dấu ấn đậm nét về quy mô tổ chức, cách thức tổ chức và giá trị thực tiễn mang lại. Sự kiện đã lựa chọn được hơn 400 quy trình, công nghệ, thiết bị, sản phẩm và kết quả nghiên cứu của 90 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tổ chức Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố được trưng bày, giới thiệu tại 104 khu trình diễn trong sự kiện. Thông qua các hoạt động tại sự kiện Khoa học và Công nghệ như trình diễn công nghệ, thiết bị, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, tư vấn đã giúp kết nối các nhà khoa học, các nhà cung cấp thiết bị công nghệ ở trong nước và quốc tế với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để giới thiệu các thiết bị công nghệ mới và tiên tiến nhằm giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và đời sống. Sự kiện đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tốt về công nghệ, thiết bị mới đến cộng đồng các nhà khoa học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khi mà tổ chức ở Thái Nguyên là một cái điểm hết sức thuận lợi, và cũng mong rằng ở đây các bạn nhìn thấy có cả những cái doanh nghiệp rất lớn, cái tập đoàn của Samsung ở đây, thì sau này họ sẽ nhận được những cái nguồn nhân lực mà được Đại học Thái Nguyên đào tạo ra, rồi là có thể họ cũng cần đến những cái công nghệ và những cái sản phẩm mà do chính chúng ta sản xuất ra. Trong năm 2016, công tác phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn an ninh đối với các nguồn phóng xạ được đẩy mạnh với nhiều chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của người quản lý nguồn phóng xạ và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, việc tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 với quy mô cấp tỉnh lớn nhất và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sau khi các địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân là một sự kiện quan trọng, góp phần gia tăng tính chủ động trong vấn đề đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, và đồng thời là tư liệu có giá trị đối với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ tại nhiều địa phương trong cả nước. Cuộc diễn tập đã được tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn và được quản lý, kiểm soát, phối hợp đồng bộ hiệu quả từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Qua tổ chức diễn tập đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, sâu rộng trong việc nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ và người dân đối với công tác đảm bảo an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Đồng thời, rút ra được bài học kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Thái Nguyên có thể nói đây là một cái tỉnh các ông chí đã có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh để chúng ta đã hoàn thành cái việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố và đã tổ chức cái buổi diễn tập rất thành công. Kết quả nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cũng đã thu được nhiều thành công. Ngày 4 tháng 12 năm 2016, ba em bé đầu tiên đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Đây là kết quả của đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu, ứng dụng hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã mở ra nhiều hy vọng lớn, mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, đồng thời đánh dấu một bước phát triển mới về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y học của tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để hy vọng rằng là cái người dân của tỉnh Thái Nguyên và khu vực ở Trung Du miền núi phía Bắc sẽ được thụ hưởng những cái kỹ thuật cao tại quê nhà và sẽ không phải vất vả đi để thực hiện các cái kỹ thuật này ở tuyến cuối nữa. Cùng với các bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đóng trên địa bàn Thái Nguyên trong những năm qua cũng đã có nhiều bước phát triển nhờ vào ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ trong khám và điều trị sức khỏe nhân dân. Tính riêng trong năm 2016, bệnh viện đã triển khai được 87 kỹ thuật mới. Các kỹ thuật lâm sàng điển hình như kỹ thuật bắc cầu DM chủ vành có dùng máy tim phổi nhân tạo. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là một cái bệnh viện không chỉ thực hiện khám chữa bệnh cho khu vực miền núi phía Bắc và tỉnh Thái Nguyên, mà còn là một cơ sở đào tạo cho sinh viên của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Vì thế nên là cái việc phát triển khoa học kỹ thuật là một yêu cầu bắt buộc. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh Thái Nguyên, có nhiều cái chương trình khoa học và nhiều cái đề tài chúng tôi đã được cùng với sở đã làm và đã thành công. Ví dụ như là kỹ thuật mổ tim hở cũng được nghiệm thu xuất sắc, và trên thực tế chúng tôi đã mổ được gần 500 ca bệnh nhân. Hay là cái đặt stent động mạch vành can thiệp chụp mạch, rồi đặt máy tạo nhịp thì chúng tôi cũng đã làm được gần 1.000 ca.
hay là gần đây nhất thì chúng tôi đang tiến hành cái kỹ thuật ghép thận trên người cho thận sống, đã làm được 8 ca. Và cái việc này chúng tôi cũng phối hợp với sở rất là chặt chẽ để thực hiện được những kỹ thuật mới giúp cho những người bệnh, đặc biệt là những người nghèo, những người dân tộc thiểu số ở cái khu miền núi phía Bắc được hưởng những cái dịch vụ y tế. Nó cũng là cái điểm ưu đãi của nhà nước đối với cái vùng khó khăn. Song song với việc ứng dụng công nghệ qua đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh, công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được ngành y tế chú trọng. Các đơn vị trong ngành đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, phối hợp nghiên cứu các đề tài cấp bộ, cấp nhà nước. Tính riêng trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, đã có 30 đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Các đề tài dự án đã mang lại nhiều hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Với những thành tựu đáng khích lệ trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, ngành y tế tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cuối năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết với Đại học Thái Nguyên chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016-2020 với trị giá 100 tỷ đồng. Thỏa thuận này được coi là mở ra cơ hội để các sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng cao của Đại học Thái Nguyên được triển khai một cách hiệu quả trong thực tế, phần nào giải quyết nhu cầu của địa phương và góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trên lĩnh vực khoa học công nghệ khi tỉnh đã dành một nguồn lực xứng đáng để đầu tư cho hoạt động này. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên là một trong 3 đề tài nghiên cứu khoa học dự kiến sẽ được triển khai thực hiện trong đợt 1 năm 2017 trên cơ sở hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa tỉnh và Đại học Thái Nguyên. Dự án sẽ xây dựng, phát triển một hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến, tập trung, tích hợp liên ngành nhằm tạo lập môi trường thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác thông tin cho các cơ quan đơn vị, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Khi xây dựng xong thì cái đối tượng để mà khai thác cái hệ thống này trước tiên sẽ là nhân dân trong tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận mà có quan tâm đến các cái thông tin phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thứ hai là các cái ban ngành trong tỉnh liên quan đến từng cái lĩnh vực thông tin cụ thể thì có cái khả năng khai thác cũng như là cập nhật thông tin vào trong hệ thống. Và thứ ba chính là các nhà quản lý, trong đấy có lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và ở các cấp khác nữa, thì thông tin mà hỗ trợ cho cấp lãnh đạo chính là các cái thông tin phục vụ cho việc hỗ trợ ra các quyết định hoặc là xây dựng các cái chính sách chung cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với tinh thần ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, cùng với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, hai đề tài khác là nghiên cứu thiết kế chế tạo tủ điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Thái Nguyên và khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến sẽ được triển khai trong đợt 1 năm 2017 nhằm cụ thể hóa 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước mắt theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp đó, trong giai đoạn 5 năm 2016-2020, thỏa thuận này tiếp tục được triển khai thực hiện theo phương thức Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng với Đại học Thái Nguyên những đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, đáp ứng thiết thực nhu cầu phát triển của tỉnh. Bất cứ lúc nào, các nhà khoa học có những ý tưởng sáng tạo mới để có thể được ứng dụng được ngay, chứ không làm theo đợt. Và như vậy là ngoài cái đợt đầu năm 2017 với 3 cái đề tài dự án, thì trong thời gian từ nay đến hết năm 2017, tiếp tục có thể là 1, 2 hoặc là nhiều các cái đề tài dự án hoặc là có những ý tưởng sáng tạo mới của các nhà khoa học có thể được ứng dụng ngay vào sản xuất kinh doanh để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ công nghệ giữa tỉnh và Đại học Thái Nguyên là chương trình hợp tác mới nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đồng thời tận dụng và phát huy thế mạnh về nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên. Bởi trong giai đoạn 2011-2016, Đại học Thái Nguyên đã thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao công nghệ ở các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh đồng bằng miền Trung Tây Nguyên. Theo cái định hướng chung của quốc gia cũng như là trong cái chương trình hợp tác với tỉnh thì yêu cầu là các cái sản phẩm đấy phải có mấy cái khả. Thứ nhất là phải có khả thi, thứ hai là phải có khả chuyển, thứ ba là có khả triển, thứ tư là phải có khả quan, tức là nó có thể sống được lâu dài. Thì chúng tôi cũng bám theo những cái đề tài mà nó có thỏa mãn mấy cái điều kiện đó thì chúng tôi mới thực hiện.
thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Thái Nguyên về sự phát triển bền vững. Với nội dung tập trung vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông. Triển khai thỏa thuận hợp tác này là cụ thể hóa một trong những nội dung trọng tâm về giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 đã được tỉnh Thái Nguyên xác định.